Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều trong thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh Giái Hơi Hàng Ngày của chúng tôi. Nếu như những thông tin trong video này là bổ ích đối với quý vị và các bạn, thì hãy cho mình xin một like ở video này. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi cập nhật Giái Hơi Hàng Ngày. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin Giái Hơi ngày 13 tháng 8 năm 2022. Quý vị và các bạn thân mến, theo ghi nhận Giái Hơi trong ngày hôm nay, các tỉnh ở khu vực miền Bắc vẫn duy trì mức giá cao và nhiều nơi vẫn có xu hướng tăng. Mức giá phổ biến xoay quanh từ 68 cho đến 70.000 đồng trên 1 kg. Tuy nhiên, mức giá 71 cho đến 72.000 đồng cũng đã xuất hiện ở một số địa phương, đặc biệt là Thái Bình, tỉnh Hải Dương và tỉnh Bắc Giang. Và cũng trong ngày hôm nay, công ty cổ phần chăn nuôi CP miền Bắc tiếp tục tăng thêm 1.000 đồng trên 1 kg đối với dòng siêu ba máu loại 1 với biểu cân từ 115 cho đến 130 kg trên một con và hiện nay đang niêm yết mức giá 70.000 đồng trên 1 kg. Và động thái tăng giá của công ty cổ phần chăn nuôi lớn sẽ khiến cho thị trường ở khu vực miền Bắc có sự phục hồi rõ rệt hơn. Các tỉnh ở thị trường miền Nam trong ngày hôm nay cũng có xu hướng tăng nhẹ ở một số địa phương, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu và tỉnh Cần Thơ. Các địa phương này đã lên mức giá 63 cho đến 64.000 đồng trên 1 kg. Tuy có xu hướng phục hồi, nhưng các hộ chăn nuôi, đặc biệt là những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ đang rất phân vân, không biết có nên tái đàn nữa hay không. Bởi hiện nay giá thức ăn chăn nuôi là một trong những mặt hàng tăng giá liên tục và tăng rất nhanh. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2022 cho đến nay, giá thức ăn chăn nuôi đã tăng đến 6 lần và chưa giảm một lần nào. Nhận định về thị trường trong thời gian qua, đại diện Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai đánh giá, mật độ tăng giá cám quá dày đặc, tính bình quân từ đầu năm 2022 cho đến nay, trung bình mỗi tháng có một đợt điều chỉnh tăng giá. Dù chính phủ đã có nhiều giải pháp kéo giảm giá vật tư, nhưng nếu giá thức ăn chăn nuôi không giảm thì Giái Hơi cũng khó giảm thêm được vì hiện nay thức ăn chăn nuôi chiếm từ 70 cho đến 80% chi phí sản xuất, giá xăng dầu chỉ là yếu tố rất nhỏ mà thôi. Các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi đều cho biết nguyên nhân tăng là do giá nguyên liệu nhập khẩu đầu vào để sản xuất liên tục có xu hướng tăng trong thời gian qua. Nguồn nhập khẩu bị hạn chế, nếu không tăng giá sản phẩm bán ra, doanh nghiệp sẽ bị thua lỗ. Và thực tế, thức ăn chăn nuôi trong nước hiện nay đang phụ thuộc rất nhiều vào nguồn nhập khẩu từ nước ngoài và chiếm đến 80 cho đến 90% nguồn nguyên liệu nhập khẩu. Trong đó có những nguồn không thể thay thế được trong nước như lúa mì, đậu tương và thậm chí cả ngô. Đại diện công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi CP Việt Nam cho biết, chúng tôi đã từng liên kết với những vùng trồng bắp lớn như Sơn La hay là Đắk Lắk để hỗ trợ thu mua nguyên liệu. Tuy nhiên, chất lượng bắp sản xuất ở trong nước lại không đạt tiêu chuẩn. Trong đó, quan trọng nhất là kết quả kiểm định còn tồn dư một số độc tố trong quá trình sản xuất. Chính vì vậy mà việc dùng nguyên liệu trong nước để thay thế còn rất hạn chế. Còn đối với Giái Hơi trong ngày hôm nay, ở các tỉnh thuộc khu vực miền Trung và Tây Nguyên vẫn tiếp tục có xu hướng đi ngang. Một số địa phương như Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh vẫn duy trì mức giá cao. Nhiều nơi báo giá 63 cho đến 68.000 đồng trên 1 kg, tùy thuộc vào từng địa phương. Khu vực miền Nam Trung Bộ như Bình Định, Phú Yên trong ngày hôm nay cũng phổ biến xoay quanh từ 62 cho đến 65.000 đồng. Riêng khu vực Tây Nguyên trong ngày hôm nay có tỉnh Lâm Đồng tăng 2 giá so với ngày hôm qua và nhiều nơi báo giá 63 cho đến 65.000 đồng và đây là địa phương có mức giá cao nhất ở khu vực Tây Nguyên hiện nay. Và chi tiết hơn, theo ghi nhận Giái Hơi trong ngày hôm nay, ngày 13 tháng 8 năm 2022, ở các địa phương trên phạm vi cả nước được cập nhật như sau. Trước hết đó là đối với các tỉnh ở khu vực phía Bắc, trong ngày hôm nay, Hà Nội phổ biến mức giá 66 cho đến 70.000 đồng trên 1 kg. Hưng Yên trong ngày hôm nay có xu hướng tăng nhẹ, phổ biến mức giá 66 cho đến 71.000 đồng. Thái Bình trong ngày hôm nay tiếp tục tăng thêm 1.000 đồng trên 1 kg, dao động trong khoảng 67 cho đến 72.000 đồng trên 1 kg và đây là địa phương có mức giá cao nhất cả nước hiện nay. Hải Dương dao động trong khoảng giá 66 cho đến 71.000 đồng. Ngày như tại Hà Nam trong ngày hôm nay, tại chợ đầu mối gia súc gia cầm tỉnh Hà Nam, các thương lái báo giá phổ biến mức giá 68 cho đến 70.000 đồng đối với dòng siêu ba máu loại 1. Áp siêu có mức giá thấp hơn 64 cho đến 67.000 đồng trên 1 kg. Hòa Bình trong ngày hôm nay tăng đến 2.000 đồng trên 1 kg và dao động trong khoảng 64 cho đến 69.000 đồng. Quảng Ninh phổ biến trong khoảng 68 cho đến 71.000 đồng trên 1 kg. Nhiều hộ chăn nuôi báo giá khu vực Đầm Hà của tỉnh Quảng Ninh có mức giá rất cao 70 cho đến 71.000 đồng
heo ở các trang trại đối với dòng đẹp. Nam Định trong ngày hôm nay phổ biến trong khoảng 67 cho đến 70.000 đồng. Ninh Bình dao động 67 cho đến 71.000 đồng trên 1 kg, địa phương này cũng tăng thêm 1.000 đồng so với ngày hôm qua. Theo như các hộ chăn nuôi báo giá, thì huyện Kim Sơn của tỉnh Ninh Bình đã đạt 70 cho đến 71.000 đồng đối với dòng heo chọn loại 1. Phú Thọ trong ngày hôm nay cũng tăng thêm 1.000 đồng trên 1 kg và phổ biến trong khoảng từ 65 cho đến 70.000 đồng. Sở dĩ có khoảng giá cao như thế này bởi còn phụ thuộc vào chất lượng của heo các bạn nhé. Nếu heo đẹp thì ở Phú Thọ trong ngày hôm nay đã phổ biến trong khoảng 68 cho đến 70.000 đồng rồi, còn heo xấu thì chỉ phổ biến trong khoảng 65 cho đến 67.000 đồng thôi. Thái Nguyên 67 cho đến 69.000 đồng trên 1 kg. Vĩnh Phúc trong ngày hôm nay cũng có mức giá 67 cho đến 69.000 đồng. Nhiều hộ chăn nuôi báo giá Phục Lập Thạch của tỉnh Vĩnh Phúc trong ngày hôm nay có mức giá bình quân 68.000 đồng trên 1 kg. Bắc Giang dao động 68 cho đến 70.000 đồng đối với dòng siêu ba máu chọn loại 1, còn đối với dòng xấu hơn thì có mức giá 65 cho đến 67.000 đồng. Cuộc Tuyên Quang phổ biến trong khoảng 65 cho đến 68.000 đồng trên 1 kg và địa phương này cũng không có sự thay đổi so với ngày hôm qua. Lạng Sơn 64 cho đến 67.000 đồng. Theo như một số hộ chăn nuôi báo giá ở huyện Văn Quan của tỉnh Lạng Sơn trong ngày hôm nay có mức giá bình quân 66 cho đến 67.000 đồng trên 1 kg. Cao Bằng 65 cho đến 68.000 đồng. Cuộc Yên Bái trong ngày hôm nay cũng đã đạt mức giá 68.000 đồng trên 1 kg. Theo như một số hộ chăn nuôi báo giá ở huyện Lục Yên của tỉnh Yên Bái trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 66 cho đến 68.000 đồng. Lào Cai dao động 65 cho đến 68.000 đồng trên 1 kg. Khu vực Văn Bàn, một số hộ chăn nuôi báo giá giao quanh 66.000 đồng. Tuy nhiên ở cụm Mường Khương và Bắc Hà lại có mức giá khá cao. Ở khu này đã đạt mức giá 68.000 đồng trên 1 kg. Sơn La phổ biến mức giá 64 cho đến 68.000 đồng. Một số hộ chăn nuôi báo giá cụm Sông Mã của tỉnh Sơn La trong ngày hôm nay có mức giá bình quân 65 cho đến 66.000 đồng. Lai Châu 65 cho đến 67.000 đồng. Điện Biên trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 64 cho đến 68.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó đối với tỉnh Bắc Cạn có mức giá 65 cho đến 67.000 đồng. Riêng đối với thành phố Hải Phòng trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 66 cho đến 68.000 đồng trên 1 kg. Đối với các tỉnh ở vùng miền Trung ghi nhận trong ngày hôm nay, Thanh Hóa dao động 64 cho đến 68.000 đồng. Nghệ An phổ biến mức giá 63 cho đến 67.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó Hà Tĩnh dao động 63 cho đến 66.000 đồng. Quảng Bình trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 62 cho đến 65.000 đồng trên 1 kg. Theo ghi nhận ở huyện Lệ Thủy của tỉnh Quảng Bình trong ngày hôm nay, các hộ chăn nuôi báo giá dao động 63 cho đến 64.000 đồng. Ở huyện Minh Hóa có mức giá cao hơn lên đến 65.000 đồng trên 1 kg, tuy không nhiều. Quảng Trị phổ biến mức giá 62 cho đến 65.000 đồng. Huế cũng có mức giá tương tự 62 cho đến 65.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, thành phố Đà Nẵng phổ biến dao động 63 cho đến 64.000 đồng. Quảng Nam 62 cho đến 65.000 đồng trên 1 kg. Theo ông nhận ở huyện Tiên Phước của tỉnh Quảng Nam trong ngày hôm nay, các hộ chăn nuôi báo giá 64 cho đến 65.000 đồng. Quảng Ngãi phổ biến mức giá 61 cho đến 64.000 đồng. Khu vực Bình Định trong ngày hôm nay có mức giá 60 cho đến 64.000 đồng trên 1 kg. Phú Yên giao quanh mức giá 62 cho đến 65.000 đồng. Khánh Hòa trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 63 cho đến 65.000 đồng trên 1 kg. Ninh Thuận 62 cho đến 64.000 đồng. Riêng đối với tỉnh Bình Thuận trong ngày hôm nay phổ biến giao quanh 63 cho đến 66.000 đồng trên 1 kg. Một số hộ chăn nuôi báo giá dòng siêu ba máu loại 1 ở huyện Hàm Tân của tỉnh Bình Thuận trong ngày hôm nay có mức giá 64 cho đến 65.000 đồng. Các địa phương ở khu vực Tây Nguyên trong ngày hôm nay có mức giá khá thấp. Theo ghi nhận ở tỉnh Kon Tum, dao động 59 cho đến 63.000 đồng. Gia Lai phổ biến mức giá 60 cho đến 63.000 đồng trên 1 kg. Đắk Lắk cũng có mức giá tương tự 60 cho đến 63.000 đồng. Tuy nhiên đối với Đắk Nông trong ngày hôm nay có mức giá thấp hơn, phổ biến mức giá 60 cho đến 63.000 đồng trên 1 kg. Lâm Đồng 60 cho đến 64.000 đồng. Còn đối với các tỉnh ở thị trường miền Nam trong ngày hôm nay, Đồng Nai phổ biến mức giá 60 cho đến 63.000 đồng trên 1 kg. Thành phố Hồ Chí Minh có mức giá 61 cho đến 63.000 đồng. Bình Dương trong ngày hôm nay dao động mức giá 61 cho đến 62.000 đồng trên 1 kg. Tây Ninh dao động 60 cho đến 62.000 đồng.
Bà Rịa Vũng Tàu có mức giá 62 cho đến 63.000 đồng trên 1 kg. Bình Phước trong ngày hôm nay cũng phổ biến trong khoảng từ 61 cho đến 62.000 đồng. Còn đối với một số địa phương ở khu miền Tây Nam Bộ ghi nhận, Tiền Giang có mức giá 63 cho đến 65.000 đồng. Bến Tre có mức giá bình quân 63 cho đến 64.000 đồng trên 1 kg trong ngày hôm nay. Trà Vinh phổ biến mức giá 62.000 đồng. Sóc Trăng trong ngày hôm nay tăng đến 2.000 đồng trên 1 kg và dao động mức giá 63 cho đến 65.000 đồng. Bạc Liêu dao động 61 cho đến 64.000 đồng trên 1 kg. Cà Mau phổ biến mức giá 60 cho đến 63.000 đồng. Kiên Giang trong ngày hôm nay có mức giá 63.000 đồng trên 1 kg. Long An dao động 62 cho đến 64.000 đồng. Đồng Tháp trong ngày hôm nay cũng có mức giá tương tự 62 cho đến 64.000 đồng trên 1 kg. Còn đối với tỉnh An Giang, dao động 61 cho đến 63.000 đồng. Vĩnh Long phối mức giá 62 cho đến 65.000 đồng trên 1 kg. Cần Thơ trong ngày hôm nay tăng 2.000 đồng lên mức 63.000 đồng trên 1 kg. Còn đối với tỉnh Hậu Giang trong ngày hôm nay phổ biến giao quanh mức giá 62 cho đến 65.000 đồng. Và đó là những thông tin cuối cùng trong bản tin giá hơi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy đăng ký kênh để tiếp tục cập nhật giá heo hơi hàng ngày với chúng tôi.